Thưa quý vị, kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 7 tới. Chuẩn bị cho kỳ họp này, sáng nay 13 tháng 7, 11 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chia làm 5 nhóm đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thảo luận tại tổ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung thảo luận về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh đến các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm, thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu còn đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả khả thi để phát triển ngành nông lâm ngư nghiệp, đảm bảo cuộc sống cho người dân và ngư dân trong bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thu hẹp ngư trường khai thác và quy định pháp luật liên quan có sự điều chỉnh mới. Các đại biểu đề nghị ngành chức năng quan tâm công tác thu hút, đào tạo, nâng cao năng lực, phẩm chất, y đức đối với đội ngũ y bác sĩ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thúc đẩy giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác tiếp dân, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.